Vợ chồng Tâm Phát TV xin kính chào tất cả quý bà con. Rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay. Trời đất ơi, ngày hôm nay vợ chồng em sẽ báo cáo cho quý bà con cô bác mình một cái thông tin. Sao? Và nhiều cái thông tin, và vô số những cái thông tin ta nói nó vô cùng chấn động. Một thông tin gặp lại là một đống thông tin. Trời đất ơi, hay lắm quý bà con. Và bảo đảm quý bà con á, khi mà chúng ta nghe xong nghe, trời đất ơi, tao nói lấy cái tay giấu vô đùi cái bóp, trời đất ơi nó đã rồi. Cái thông tin nó như thế nào, cái thông tin đó ra làm sao, thì rất mong quý bà con mình nhín chút ít thời gian ra, gán mà coi hết dùng vợ chồng em. Ngay bây giờ không nói dài dòng, xin mời tất cả quý bà con mình cùng lắng nghe. Bà biết cái tin gì chưa? Tên gì? Sao? Em đọc liền cho quý bà con nghe một dòng xì ta tút. Thằng hai bị bà Sáu nắm bóp rồi quý vị ơi. Nắm thớp. Thôi giờ vợ nắm gì nắm kệ bà đi. Nắm đây có nghĩa là nắm cái gì đó quý bà con. Nắm thớp là biết. Ừ. Bằng chứng nè, ghi âm nè. Bà Sáu giữ trong tay nè. Đó. Nếu mà không quay xe thì không, bà Sáu không bao giờ để yên cho thằng hai bong bóng. Chuyên này ta nói kêu bằng dấu ve, vừa làm con cúng cho bông hậu và vừa làm con cúng giữ nhà cho con ve. Hét hò quần quờ gì nữa. Trời đất ơi là trời. Sao vậy? Thì bây giờ theo bà nghĩ coi. Sao? Hai bong bóng này á, mấy ngày nay là quý bà con cô bác mình đã nghe tin đồn là hai bong bóng nó qua bên bà Sáu. Đúng. Nó kêu bằng nó xin lỗi theo cái yêu cầu của bà soạn giả, đúng không? Đúng. Rồi bây giờ bà nghĩ như thế nào về cái vấn đề màn bóng này nó qua bển nó xin lỗi bà Sáu? Chắc hệ là sẽ có đấy. Có chứ. Đúng rồi, tại đang quay xe rồi mà bữa khen chị Ve hay giống như hát giống câu nhà nội gì đó, rồi sẽ hỗ trợ cho chị Ve đi hát, đi show lại. Mà bây giờ nè, bây giờ em hỏi quý bà con cô bác mình như thế này. Sao? Thằng hai bong bóng này thực chất ra nó là người 80 mặt. Đúng rồi. Đúng không? Mà em hỏi quý bà con mình, nó có ưa gì mẹ con ve đâu. Đúng không? Không có ưa. Nhưng mà lý do gì, nguyên nhân nào nó qua nó xin lỗi bà Sáu, và nguyên nhân nào nó muốn làm hòa làm lành với bà Sáu, thì nó có cái bí mật gì? Chính xác. Cái bí mật gì mà không thể nào mà nói đi. Trời đất, bà này bà làm tôi quê ta mà... Trời đất ơi, thôi để tôi nấu luôn cho bà ơi. Sao á? Đương nhiên là bà Sáu bà phải giữ cái gì đó trong tay. Đúng. Rồi bây giờ giữ là giữ cái gì? Đây, đó là câu hỏi hay. Bây giờ em và quý bà con mình cùng nhiều chuyện chơi nha. Đây. Sao? Tôi đã nghe một số thông tin như thế này. Nói. Thằng bong bóng này nè, người ta nghi nó hiện tại bây giờ nó có dính líu vô cái số tiền phúng điếu. Cái vụ gì mà BH, cái tiền BH đó là riêng nữa hả? Riêng nữa hả? Trời đất ơi, bà nói gì là không có đốc riêng nữa. Cái tiền phúng điếu này nè, người ta đồn nha, người ta nghi dữ lắm quý bà con. Ta nói ủa sao kỳ vậy ta? Sao mà cái thằng hai bong bóng này nó qua nó xin lỗi bà Sáu vậy cả? Thì bây giờ bà tính ra suy cho cùng thì đó là cái nguyên nhân thích đáng nhất và nó hợp tình hợp lý. Đúng rồi, đúng không? Bây giờ hèn chi, đúng không? Tại vì nếu mà tại lúc đầu là ổng binh Hồng Loan, đúng không? Nên bà Sáu cũng không có dám động đậy tới ổng. Tại vì ổng có dính líu vô. Nếu mà giờ bà Sáu bà cự hai bong bóng á, thì hai bóng nói bây giờ á tôi khai cũng điếu kìa. Đúng chưa? Còn bây giờ á nó quay xe lại bên chị Ve, thì bà Sáu cũng chấp nhận. Tại vì không quay xe thì cũng không được, tại vì đang nắm cái tiền phúng điếu, hai người có cấu kết với nhau cho nên đó, hai người cũng không có dám gọi là cạch mặt nhau. Đó, cái kiểu vậy đó quý bà con. Cái kiểu mà bây giờ á, bây giờ hai bong bóng nó quay chỗ nào nó cũng đứt hết trơn. Đúng rồi. Bây giờ nó quay qua Hồng Loan, bà Sáu nó ê trời đất ơi mày nhớ tiền phúng điếu bữa hả, mày vô mày xin ông mày ơi. Đó, rồi quay qua bây giờ mà nếu á bà Sáu bắt ra lệnh rồi, bà soạn giả bắt ra lệnh nếu bây giờ mày muốn xin lỗi của Sáu phải qua quay. Thì bây giờ nếu như hai bong bóng này á, tại vì bây giờ em nói cho quý bà con nghe như thế này nè, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ cái tiếng nói của bên phía bún bò đó, cụ thể là bên phía bà Sáu nè, bà soạn giả ve nè, nó sẽ có uy tín rất là nhiều hơn thằng hai bong bóng, đúng không? Đúng rồi, chính xác, đúng không? Tại vì bây giờ hai bong bóng bây giờ nó mất uy tín với cộng đồng mạng rồi. Đúng, mà nên mới đầu thì bên chị kia ổ khen đồ nước nở, ủng hộ này kia thì cũng bà Sáu cũng không có dám nhúc nhích gì. Đó lúc sau bà Sáu đang kiểu như đang rất là khổ, đang cộng đồng loạn đang thương. Nếu mà cự với hai ông bóng á, đúng không? Cự hai ông bóng á, thì ông bóng sẽ cua đó, tiền phúng điếu bà giữ. Cho nên bên kia bên kia cũng không dám hó hé gì nhiều. Chính xác. Cũng đang muốn tình thương cộng đồng mạng cho nên cũng không có dám mà gọi là cạch mặt với hai ông bóng liền. Và thêm vậy nữa nè quý bà con. Trong cái dòng xì ta tốt này người ta có ghi một cái là bà Sáu đang nắm giữ bằng chứng nè. Bà Sáu có một cái đoạn ghi âm. Cái đoạn ghi âm đó gì á, thì em không biết thật sự. Mà chúng ta nên nhớ thằng Hai Bong Bóng này nó là cái người mà 180 mặt. Bây giờ mình lên gấp đôi cái đi. Tại vì quý bà con mình nên nhớ á, hồi cái lúc á mà nó đang trong cái giai đoạn mà nó đang bảo vệ chị Hồng Loan, nó đã có cuộc nói chuyện với cái con nhỏ mà kêu bằng bông hậu mì xào gì đó, ta ghi âm đó, ông ba xâm đó, đúng không? Bởi vì cái thằng này nó nguy hiểm lắm. Nó là cái thằng kêu bằng 360 mặt, bây giờ mình lên nữa. Đó, đúng không quý bà con? Bởi vậy á, cho nên vì vậy thằng Hai Bong Bóng này nó chấp nhận nhục nhã, nó kêu bằng giờ đó, tôi nói là bây giờ thậm chí giờ nó chui vô đâu nó cũng chui á, miễn sao bà Sáu đừng có bung bét ra những cái thông tin về nó. Trời đất ơi, tôi bảo đảm quý bà con luôn, có nhiều cái thông tin mà chúng ta nghe xong té nữa mà tại vì em chưa có tìm kiếm ra thôi quý bà con, đúng không? Chứ làm sao mà Hai Bong Bóng với cái bản lĩnh với cái kiểu mà nó ba xạo vậy á thì không bao giờ mà nó qua nó làm lành với bà Sáu đâu. Và nó nói nó khen con ve, thực chất qua nó muốn lợi dụng hình ảnh của con ve thôi. Chứ không có cái kiểu mà tình thương mến thương gì đâu đây. Gì cái tình thương mến thương ở đây. Sống tàn lại là lợi nhuận không mà. Đúng vậy. Đặt giá trị tiền bạc lên là cao. Chính xác. Mà bây giờ nếu như bây giờ tôi hỏi bà vậy nữa nè. Sao? Sau khi mà nghe tin Hai Bong Bóng mà nó qua nó muốn làm lành, nó muốn xin lỗi với bà Sáu á, thì bà nghĩ đi, con vợ của nó coi bực không? Bà nghĩ thử coi. Bực chứ. Bực. Không ưa nhau đâu. Bực thì bực. Nhưng mà bực bây giờ làm gì? Bực thì giờ đi ăn mứt chứ làm gì. Trời đất. Cái kiểu như lấy chồng theo chồng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó thôi. Chứ bây giờ đang còn thương nhau á thì nói chung là bên Hai Ông Bóng muốn nói gì thì bên kia cũng phải nghe. Với lại á, bà Hoa Hậu này cũng đang bữa hỏi mình cũng chút mà nói đó, vợ cả, vợ hai, vợ ba, vợ tư gì đó thì bây giờ cũng phải phụ thuộc vào Hai Ông Bóng. Nhưng mà gặp mặt nhau thì cũng không có lợi ích gì nhau cho đôi bên, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó cũng dính gì keo dán sắt vậy á. Thì nó một nồi vậy đó quý bà con. Trời đất ơi, bây giờ tôi nói nó bây giờ mà đưa ra một cái tụi nó kể tới 8 năm sau chưa hết. Cái kiểu như bây giờ á bà Hậu Le Le đó, bà cũng đâu có ưa gì mẹ con bà Sáu. Thôi đất ơi, hồi xưa tôi nói chữ lộn quá trời quá đất. Nhưng mà vì cái mục đích cao của bà là bên vợ cả, vợ lớn, vợ ba, vợ tư gì đó. Rồi thêm cái nữa là có nghĩa là bây giờ sau khi thấy Hai Bong Bóng mà kiểu như muốn làm lạnh bà Sáu á, thì bây giờ cái con vợ Le Le bây giờ cũng đâu dám làm gì. Trời đất ơi, bây giờ mày dám đụng không? Đụng tới bà Sáu bà công khai ra, bà nói này nó nọ, bà phanh phui cái sự thật của Hai Bong Bóng ra. Rồi Hai Bong Bóng nó mới lòi ra những cái chuyện với Hậu Le Le là tôi nói bây giờ là xong luôn, bung bét luôn, đúng không? Kiểu như bằng mặt mà không bằng lòng. Chính xác. Vì lợi ích, vì lớn hơn, chúng nó phải tiêu diệt một mục tiêu lớn. Rồi xong rồi tao bắt đầu tách rẽ ra riêng. Đúng rồi. Rồi bây giờ em và quý bà con mình cùng nhau mà tới cái thông tin thứ hai. Thông tin này cũng vô cùng mà tao nói nó gắt củ kiệu, nó gắt dữ lắm quý bà con. Rồi ở đây. Sao? Em đọc cho quý bà con nghe chơi nha. Bóng Hậu Le Le mới vừa quyên góp 500 triệu cho cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Đây có cái dòng này ghi mắc cười lắm. Là công dân Việt Nam, Le Le quyên góp một phần nhỏ. Phần nhỏ thôi nghe, 500 triệu. Cái số tiền của mình cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam mình. Mọi người ơi, hãy cùng Le Le chung tay đóng góp, dù nhỏ hay lớn cũng là góp phần chia sẻ gánh nặng sau thiên tai mưa dông tàn phá đó. Rồi giờ tôi không tiền rồi lấy gì tôi góp. Mọi người ơi, kêu gọi đâu. Cũng phải kêu gọi nữa hả? Kêu gọi mọi người ơi rồi hãy chung tay quyên góp. Rồi giờ tôi hỏi bà nè, rồi bà bán vé số tiền đâu bán góp? Mà bây giờ nè, người ta có một những cái chi nhánh nhỏ lẻ quyên góp thôi, đúng không? Bây giờ em nói quý bà con nghe, cái bên mà kêu gọi là ba soi mẹ soi, ba soi mẹ soi, con thương mẹ thì con góp vô chút đi để mẹ làm đại diện mẹ đưa cho, đúng không? Kiểu đó cũng được vậy. Mà bây giờ em nói quý bà con nghe, cái chuyện mà giờ nó quyên góp tiền mà cho bà con nghèo mà sau lũ lụt á, tốt, ok baby. Trời đất ơi, nó tôi welcome chu cái gì đó kể đi. nói chung chị quyên góp gì đó chị kể, chị giàu đúng, chị có tiền chị làm điều đó thì đúng mai chiều con cái chị nó hưởng cái đức của chị đúng thôi rồi. Nhưng sao? Không phải chị có tiền là chị bung ra chị làm này nọ rồi chị muốn lên trên mạng chị chửi ai chửi, chị hại ai hại đúng không quý bà con đúng. Rồi chị xúc phạm tới quốc ca đúng. Chị xúc phạm tới 4 chữ vàng Việt Nam mình đúng. Tổ quốc ghi công. Ủa rồi bây giờ em hỏi quý bà con thử vậy đi, thử mà em có tiền em bung ra em này kia rồi em lên em nói nè, em xúc phạm này kia rồi quý bà con mình chịu không? Làm sao mà chấp nhận đúng cái rồi. Chuyện nào nó ra cái chuyện đó. Bà bây giờ cái vừa đánh vừa so vậy à, bây giờ tôi cho bà làm, bà chuyển khoản hay bà làm từ thiện 15.000 tỷ đi chăng nữa mà bà xúc phạm người ta bà vẫn bị xử lý bình thường à. Chứ không phải có cái kiểu mà trời đó bung tiền của bà làm gì của cho không bằng cách cho đúng không? Nếu như bà cho, bà muốn cho, bà làm từ thiện thì bà giờ bà muốn cự ai là cự, muốn nói ai về nói, đâu có được vậy. Vậy làm chí. Rồi cộng thêm cái chi tiết vậy nữa. Sao? Chị ta có tiền, chị ta làm từ thiện quá nhiều đúng không? Mình nhìn vô những con số công nhận nó choáng váng thiệt ơi. Ghê hả quý bà con nghe. Nhưng tại sao ngộ vậy? Sao? Nhưng tại sao? Sao? Mà nó lại trùng hợp ngay cái thời điểm là cái con hồ tiền bên Mã Lai nó bị công an bắt. Tại sao? Welcome to Watch con lợn quá. Nói chuyện tiếng Ả tiếng Việt đi bà ông ơi. Phải bị lụm rồi. Trời đất, tao nói cộng đồng mạng bây giờ tao đồn quá trời quá đất. Con Tuyền Nổ sao? Bị CAA lụm tại Malai, mời lên chỉ làm việc lấy lời khai. Ồ vậy đó hả? Mà cách đó đó cứ như là con Tuyền Nổ nó bị lụm tước. Đúng. Rồi khoảng chừng tiếng mấy đồng hồ sau đúng. Là con Le Le này nó lên nó làm từ thiện. Ủa sao trùng hợp vậy? Đúng không quý bà con? Sao ngộ vậy? Đúng. Bây giờ ủa mà tôi nghĩ ngộ nghe. Sao? Bà là bà Tuyền Nổ bên Malai á. Đúng. Bà có bị bắt đi chăng nữa sao? Thì ở bên đây Việt Nam mình có liên quan tới Le Le đâu mà Le Le làm từ thiện ta. Thì ông không nói là đầu dây mối nhợ thì được con ơi. Thôi bây giờ nói thẳng ra luôn đi. Đúng. Mệt quá dòng do chỉ mắc mệt quý bà con nghe. Con Le Le đúng. Bây giờ Tiền Nổ mà bị bắt đúng. Thì quý bà con mình thử nghĩ đi, cái miệng của con nhỏ đó nó cũng không có vừa đâu. Đúng rồi. Rồi bây giờ có khi nào mà nó che giấu không? Làm không, sao không, che được? Không. Trời đất, con nhỏ đó tôi nói thiệt, bà chỉ cần bà búng lỗ tai nó là nó khai sạch nè. Đúng rồi, tại vì nó còn gia đình con cái đùm đề nữa, đâu có liên quan gì tới đâu, tự nhiên ôm hết gạnh lạnh đúng hết vậy, đúng không? Đúng vậy. Bây giờ em nói thiệt quý bà con á, mình ví dụ như mình hy sinh gì ai hay làm gì á mà mình phải coi là cái người đó đối xử với mình như thế nào, rồi mình hãy xả cái thân đúng không? Còn con Le Le này em nói thiệt quý bà con luôn, trời đất ơi. Quý bà con mình thường để ý á, cái người mà thật thà đa số chơi người thật thà. Còn cái người mà cái miệng mà tao nói chót chét thì đa số chơi với cái miệng những người đó. Thì con Le Le nó chơi chung với con Tiền Nổ là đúng thì rồi. Hai cái người này đá qua đá lại, ganh qua ganh lại thì bảo đảm quý bà con thế nào cái con hồ nổ này nè, con Tiền Nổ này, Malai này nè, nó cũng phải khai ra thôi. Khai chứ đúng không? Đâu có ôm một mình. Đúng vậy. Trời đất ơi, nó khai ra con Le Le nó sợ. Nó sợ cái bắt đầu nó đi làm từ thiện đó. À làm từ thiện nhưng mà ví dụ sau này mà có lỡ có chuyện gì thì mình cũng nhẹ được cái án. Hưởng hoa hồng, huê hồng hay là hoa hồng ta? Ê, hưởng gì không biết, cái gì của pháp luật đó. Đúng. Mà bây giờ em nói quý bà con nghe thời đó, tôi nói thiệt là cái con hậu Le Le này bây giờ đừng bao giờ mà dùng cái tiền của mình để mà tẩy trắng. Bây giờ bà dùng Omo đi chăng nữa mà dùng nước tẩy cũng không được đâu. Cái vết dơ của bà nó đã như vậy rồi. Đúng. Nó phải bây giờ chị có tiền, chị bung ra, rồi chị muốn xúc phạm ai xúc phạm. Tiền không phải là tất cả. Xin lỗi chị luôn nè. Thường ta nói câu này hay lắm bà. Dạ. Bệnh á, chưa chắc làm, tiền á, chưa chắc làm chúng ta hết bệnh. Đúng. Mà bệnh á, chắc chắn nó sẽ làm cho chúng ta hết tiền. Đúng rồi. Thì con Le Le nó cũng y vậy á. Nếu mà tiền nhiều quá thì sao mà làm live show mà ăn giá đó, gì tôi tính nói tiếp luôn trời đất. Đúng bà vợ tôi chứ thương chồng mình quá để mà lấy lại danh dự cho chồng mình, để mà chồng mình có tiếng đi ca hát á kia, thì mình có thể mướn một cái mặt bằng nào đó thì mình làm một cái live show miễn phí đúng không? Em nói đúng, ok, ngay ý anh luôn, nhưng mà mình nói cho một cách dễ hiểu như vậy nè. Đúng. Bà ta có tiền nhiều quá, bà ta làm từ thiện. Đúng. Mà tại sao mắc cái gì không chịu mở live show cho thằng chồng ra miễn phí cho bà con mình coi đi. Đúng rồi. Đúng không? Mắc gì phải lấy vé 2 triệu rưỡi. Đúng. Trời đất ơi, thấy chưa? Quý bà con mình thấy nó có cái sự mâu thuẫn với nhau không? Mà nghe nói là đâu phải là bà hỏi mình nói là 50 vé, là 70 vé. Phải không? 70 vé super VIP gì phải không? Super VIP. Trời đất ơi. 70 vé super VIP. À, mà nghe nói là biết sao không? À, mà kiểu cũng nhiều người ngồi với sụp VIP với ghế giá thường thì nó cũng đâu có gì đâu. Ghế super VIP nó được... quay từ chậm nói bình tĩnh. Super VIP á là sẽ ngồi giống như cái đó là một vòng tròn, sẽ được khán giả sẽ được ngồi chung với Hậu Lê Lê, sẽ được hửi nách của Hậu Lê Lê, hửi bên đây hửi bên kia. Rồi cái gì mà cái mấy cái vé sau thì cũng chỉ ngồi là xếp hạng cao cao đó thôi, nó cũng đâu có khác biệt gì đâu mà tự nhiên ngồi vé super VIP 2,5 triệu chi trời. Bậy, em nói vậy là em nói bậy. Sao? Trời đó em hay anh nghe em kể là anh thấy cái sự khác biệt hoàn toàn. Có nghĩa là sao? Super VIP là được hửi cái cánh của con ve con le le. Đúng rồi. Rồi có nhiều người, người ta nói là trời đất ơi, mua bỏ 2,5 triệu ra đi để mà được tặng chai nước rửa trim nữa, rửa phụ khoa. Hèn chi chắc vậy quá à. Ôi tính già chơi marketing này cũng dữ quý bà con ha. Đúng đúng. Ai mua vé super VIP là sẽ được hử cái ngữ chứ, mình dùng cái từ ngữ đi. Đúng rồi. Ngửi cái ngã ba tình của con Lê hả? Được ngồi chung với mẹ sòi. Ngồi chung với mẹ sòi sát bên gì nè, giống như gì nè, vòng tròn gì đó, trong cái phòng trà gì đó. Tôi bảo đảm với bà luôn. Ở đây vợ chồng em nói là không có kiểu mà xúc phạm tới ai nha quý bà con. Đúng. Mình nói cho mấy cái bên phía mấy con le le con đó nghe. Bảo đảm bà luôn nè. Khi mà những ai mua super VIP mà đi câu le le hát á, chuẩn bị thêm một cái bịch xốp. Biết chi không? Sao? Đặng xin le le đi đến đó bỏ bơm á, bỏ đó xong rồi bầu đem về để dành nhà hử. Thôi được rồi, sỉ nhục hoài. Bao sỉ nhục mà mình nói thiệt. Ủa làm chỉ mất mít đạt thiệt á quý bà con. Ôi gì mua vé VIP được ngồi chung, đúng rồi. Trời đất ơi, ông nhỏ đó thiệt ngoài đời xấu quá. Đẹp gì quý bà con, mình thấy cái bữa gì mà gì event gì đó trời đất ơi, ông nội tôi nói nó xấu bà cố. Tin mạng thì app mà gánh còng cái lưng, ở ngoài thì camera thật cái chỉ thẳng vô. Đúng rồi, phải là sự thật nó phủ phàng thôi. Anh nói em nghe, cái chuyện đẹp xấu nó cũng không quan trọng đâu, mà bây giờ quan trọng cái nhân cách con người. Mình ví dụ như mình đã mang tiếng mình là hoa hậu, nói ví dụ hoa hậu trả dương miệng gì tới nay có làm đâu. Đúng rồi. Tả đâu tả. Ủa người trả chưa? Trả ông nội tôi. Mình xưng hô bả là gì? Bông bập, hoa hậu bông bập. Đúng rồi. Ủa nghe nói trả mà có trả không? Trả làm sao? Trả đâu quý bà con. Tới giờ chưa trả. Bữa hổm nói là mua mà giờ sao trả? Trả nếu mà mua trả cái dương miệng phải người ta phải hối tiền lại hả? Cái chuyện đúng rồi, cái chuyện dương miệng nó cũng không thành là vấn đề. Bây giờ nó thật sự với bà luôn, bây giờ bà có trả cho mà 10 cái người ta cũng nhìn vô cái bà cũng ánh mắt y vậy thôi. Ta không hề thay đổi. Tại vì cái con người, cái tính cách nó đã như vậy rồi thì suốt đời nó như vậy quý bà con. Không tin quý bà con mình lên coi mấy cái like của nó đi. Nó lên nó livestream, nó bán cái gì, ba cái nước mà kem vụ nó. Mua kem đi. 10 triệu giảm 2 triệu. Đúng rồi. 6 triệu nhỏ này. Anh gì vậy? Đứa nào cười tao mua bắt nữa, mua nước rửa tim. Cái ý em nói đây nè quý bà con. Có nghĩa là làm sao? Khi mà chúng ta nghe cái độ âm be đó, cái vocal của cái giọng của bả rất khó ưa. Cái mỏ hổn mà. Ví dụ như bây giờ mình lên livestream mình nói, ví dụ mình là hoa hậu à. Dạ kính thưa tất cả quý bà con, em nay em có livestream thì nói nào ngay mấy ngày hôm kia vì em bị cộng đồng mạng rầy quá thì thôi bây giờ cho phép em nói chuyện nhẹ nhàng hơn chút xíu. Thì nói nào ngay mấy hôm trước em đã biết lỗi rồi thì thôi bây giờ quý bà con cô bác mình bỏ qua cho em, đi live bán em kiếm sống. Vậy được không? Đâu trời ơi sao được đó, cái bản tắt trời ơi mẹ ta mà ta không xin lỗi không chị tụi bay là cái gì mà ta phải xin lỗi tụi bay. Thì em nói quý bà con nghe chỉ một câu nói như vậy đó để đủ thấy cho cái con người đó chưa hề biết sai và không hề biết ăn năn hối cải. Có tiền người ta dùng có tiền người ta cái gì đó nhét chữ vào miệng đó. Nội mà em thấy cái cách livestream mà nói chuyện nghe cái tiếng như vậy thôi là em nói thiệt quý bà con em không thèm coi. Có nghĩa là sao nó vô cùng thấy mắc ghét. Trời đất ơi, đồng thời chị Loan cũng livestream bán hàng. Đúng. Mà chúng ta nghe cái tiếng chị Loan thôi là mình có cái gì đó mình mát cái ruột mình rồi. Bây giờ đang có phong trào mà livestream nhiều cái diễn viên cũng livestream. Ai cũng like hết trơn nhưng mà tôi thấy toàn bộ người ta like thấy thương lắm. Người ta nói chuyện rất là đàng hoàng và rất là nhỏ nhặn. Ví dụ như không biết gì thì mình sẽ chỉ đó có trợ lý chỉ. Còn nghe trời đất ơi nạt xong sổ người ta luôn á trời. Lên cười vậy nè. Trời đất ơi cười cái tôi nghe cái mai chịu tôi lấy cái đó tôi cắt ngang khúc, em cắt ngang khúc quý bà con. Và quý bà con mày em khuyên luôn. Bây giờ cắt ngay cái khúc mà con le le nó cười á, làm cái kiểu chuông mà để hẹn giờ ngủ á, bảo đảm mà sáng ai ngủ nướng cái. Cho mấy đứa nhỏ nó vậy phải không? Vậy một cái vậy hết nguyên nhà luôn. Để làm chi? Để chúng ta không thể nào mà kêu bằng ngủ nướng được. Nó cười một cái một mất nết. Đàn bà con gái em. Nó có nết đâu để mất. Đúng rồi. cũng đúng. Ê mà cười chứ vậy quý bà con nghe. Đúng rồi. Rồi bây giờ hai vợ chồng em sẽ phân tích nhanh về cái vụ mà mấy ngày hôm nay đó quý bà con. Cái chị mà bông hậu ở Củ Chi, cũng là bông hậu nữa. Thôi nó quá trời quá đất mà. Sao nay xuyên bông hậu nhiều quá vậy? Chị ta có lên nói một cái như thế này nè, mà hai vợ chồng em cảm thấy vô cùng vô lý. Chị ta lên dẫn dắt khán giả của mình á. Chị ta nói như thế này: quý bà con cô bác mình biết tại sao mà ngày xưa đó em binh vực cho bé Lon, sao vô ơn nha, kêu mà vô ơn mà em ôm dùng từ bé chị Hồng Loan luôn. Đúng. Em binh vực cho bé Lon, đúng, xong rồi bây giờ em quay xe lại em không binh vực cho nó nữa không? Lý do tại vì á nó lừa gạt cộng đồng mạng, nó tự xưng nó là con ruột, xong rồi giờ em mới phát hiện ra con nuôi. Bởi vì vậy em sai lầm rồi, bây giờ em đứng lên em bảo vệ lại khán giả của em không muốn khán giả của em phải bị nó lừa. Trời đất ơi trời, sao nghe vô lý quá. Trời đất ơi, tôi nói thiệt, bây giờ mà nghe tới chữ hoa hậu cái tự nhiên cái ốc ác tôi nổi bà. Sao nghe nó vô lý quá vậy? Đây nè, đây nè. Nó kiểu như nó ngang ngược mà nó. Rồi ok. Như... Bây giờ em nói trước đi. Em nói về cái cảm nghĩ em sau khi mà em nghe cái chị bông hậu Củ Chuối đó nói sao. Em nói đi. Em nói gì vậy? Nói từ từ chậm chậm cho quý bà con nghe. Giống như kiểu như là giống như là chú Vũ Linh đúng không? Nhận chị Lon lúc chị Lon 15 16 tuổi. Đúng không? Khi là chị Lon chị biết là chỉ là con ruột hay là con nuôi, mà chị vẫn cố chấp, chỉ là chị nói tôi là con ruột của chú, đúng không? Hiểu không? Hiểu. Quay từ từ, nói từ từ để anh nói thêm khúc này cho quý bà con nghe. Sao? Ý của vợ em á. Đúng. Nó nói vậy. Đúng. Phải chi á. Đúng. Chị Lon á mà cậu năm Vũ Linh. Đúng. Ôm về mà lúc mà chị Lon 15 16 tuổi là cái lúc đó chị Lon đã nhận thức được á. Đúng rồi. Mà như 7 8 tuổi đi, mình nói 15 16 tuổi thì nó cũng hơi lớn quá. Còn cái này chị Lon thậm chí là bây giờ nói thật sự luôn, chị Lon chưa biết mình là con ruột hay con nuôi nữa kìa. Đúng rồi. Đúng không quý bà con? Và chị Lon cũng muốn là biết mình con ruột hay con nuôi nữa kìa. Bây giờ ở trong cái câu chuyện này là chị Lon không hề có lỗi, em khẳng định điều đó. Đúng không quý bà con? Rồi em nói tiếp, mà phải chi chị Loan chị biết được mình là được người biết thân phận mình, đúng không? Biết nhận rồi mà vẫn lên, thấy giống như là lẫn lên khán giả livestream đó là tôi là con nuôi, con là con ruột mà chính xác là tôi là con ruột này kia. Trong khi giờ chị Loan chỉ không hề biết mình là thân phận mình là ai. Trong khi gì nè, đây ve bà Sáu, nguyên cái gia đình bên kia biết. Biết là nhận lúc mà chị Loan còn đỏ hỏn luôn, rồi tự nhiên làm sao mà biết được phân biệt mình là con ruột hay con nuôi. Cái chị hoa hậu Củ Chuối mà Củ Chi đó, chị cũng tào lao lắm quý bà con. Đúng. Chị nói khán giả bây giờ không còn ai thương chị Loan nữa. Đây nè, bà nói bởi rồi mà Phan là ai là người mà nói là con ruột con nuôi trước? Ai nói trước? Con ve chứ ai? Đúng. Hồi hôm này á, hai vợ chồng em có coi cái live stream của anh luật sư Khoa Nam, ảnh phân tích cực kỳ hay. Đúng. Anh nói bây giờ vậy nè, khán giả người ta tại sao bây giờ cho dù chị Lon con ruột hay con nuôi người ta vẫn thương. Đúng mà. Là thương sao? Thương, nói như vậy nè, thương là từ cái lúc khi mà ngay cái ngày đám tang của cậu Năm. Đúng. Con ve đó, nó kêu báo chí về. Nó công khai chị Lon là con nuôi. Mà báo chí khi mà quay qua cái hình ảnh của chị Lon á, trời đất ơi thiệt, nhìn tới khúc đó muốn rớt nước mắt. Chị Lon chỉ bơ phờ, mặt mày chỉ gục ghè. Mà cộng đồng mạng đã thấy từ ngay cái hình ảnh đó là người ta đã thương. Thương là cái kiểu như y chang mà người ta thấy ôi ôi bé Lon nó bị ăn hiếp. Đúng rồi. Rõ ràng không? Còn cái lúc mà đưa đi thì chị che chỉ làm chỉ lót đường. Rồi xong đó là người ta đã thương từ lúc đó. Rồi lúc mà đi mà đem cậu Năm mà đi chôn cất á. Đúng. Trời ơi con ve nó vào vô, nó giành, nó nằm, nó lót đường, nó làm cái chuyện đó là cộng đồng mạng người ta đã thấy được cái bộ mặt thật của nó ngay lúc đó rồi. Đúng rồi. Rồi từ đó cộng thêm nhiều chuyện đó là người ta đã thương chị Lon tới bây giờ. Mà tôi nói vô lý, không phải là họ không cố chấp, họ ngang bướng thôi. Tại cái não họ sao mình không biết. Thầy ơi chị Lon chỉ lúc mà cậu chú Linh nhận về là lúc đó là còn đỏ hỏn trên trai trên tay thì mới nhận giấy tờ hợp lệ này kia, mình cũng nó không có ý. Phải chi mà chị Lon chỉ nó nhận lúc mà chỉ 15 18 đúng tuổi vậy. Rồi chị kêu BH Media chị tự chỉ kêu truyền thông về, chị thông báo là tôi là con ruột của ba Linh, mưu tài sản đó về tôi phải nhận hết. Đúng rồi. Tôi không cho ai hết, tự chị nói. Tự nhiên cái bên kia con ve nó khui ra, nó chỉ hết, nó mướn truyền thông, nó làm BHA, nó quay phim, nó chụp ảnh, nó này kia hết. Thì bây giờ chị nói đổ thừa chị Loan là con nói trước thì mình quay xe mình không ủng hộ, còn bên kia bên gia đình của cô Gia nói làm hết trơn à. Em nói với bà con á, cái con bông hậu mà mì xào củ chuối nhỏ nó cũng tào lao lắm. Em nói thiệt xin lỗi là kêu bằng nhỏ luôn, lớn tuổi hơn em thiệt, nhưng không có đáng để chúng ta kêu bằng một tiếng chị. Tại vì sao? Trời ơi, thay gì á, bà đừng có binh chị Loan là đừng binh ngay lúc ban đầu luôn đi. Binh cũng có lợi nhuận trong rồi. Nói thẳng ra đừng bao giờ nói câu gì yêu thương mà đến. Bản thân em cũng vậy nè, hai chồng em vậy. Tụi em làm là thứ nhất là vì cái đồng tiền, tại vì có thật mới giật được đạo, đúng không quý bà con? Hằng nào đừng bao giờ mà nói câu đến với đây mà vì yêu thương. Em nói đây là em nói tất cả những cái người mà kiểu như quay xe nha quý bà con. Mà có những anh chị chẳng hạn như chị Ni thì mình không có nhắc tới. Từ cái tem yêu thương mà đến mình không nhắc. Còn những thằng YouTube như tụi em nè, hàng nào cũng phải là kêu bằng gì, cũng phải gì lợi nhuận. Cái đó là thứ nhất, lợi nhuận, có kinh phí, có này có kia mới có động lực để làm nuôi gia đình. Mình phân tích đúng, không có sai, đúng rồi. Không phải có dẫn dắt ai hết. Thông tin thì từ ai cũng đều biết hết rồi. Đúng rồi. Mình chỉ là phân tích lại cho nó vui tươi hài hước cho bà con hiểu thôi, chứ không có đi sai mà cũng không có làm gì hết. Đúng rồi. Rồi cái thứ hai là tụi em biết cái nào đúng cái nào sai, và tụi em thấy chị Loan hoàn toàn đúng trong cái câu chuyện này, không có sai, nên tụi em lên tiếng muốn góp một cái phần nhỏ của tụi em để mà đừng nói câu bảo vệ thì nó hơi quá. Để tụi em cũng như là phụ với chị Loan vậy đó, phụ với chị Loan cho chị Loan có cái gì đó cũng có động lực, là cũng có cái gì đó cảm giác như là còn nhiều người thương chị Loan lắm. Trong đó có hai vợ chồng em và có tất cả quý bà con mình đang xem. Đúng không? Giống như mà bên chính bên tà thì giờ mình chọn bên chính. Bên tà nó nhiều quá dẫn dắt mọi người thì người sao không biết là cái nào sự thật, cái nào đúng, cái nào sai. Còn mà như cái bà cố nội mà Cú Chi gì bà tào lao, bà nói bây giờ bà đem cái vụ ADN bà tào lao. Cái vụ ADN đó tôi nói nhiều lần lắm bà. ADN muốn cái gì lên cứ lên phường nói đi. Bà lên phường bà khi phải chị Loan chỉ khui ra trước á, dẫn dắt dư luận trước á. Thì bây giờ chị nói là chỉ thừa nhận, chị biết chỉ là bản thân chỉ là con ruột hay là con nuôi, mà chỉ lên chỉ vẫn có lừa dối trước á, thì nói nói là tôi là con ruột của chú nè, cậu nè, này kia. Thì nói con này chị cũng không biết, chỉ là một đứa trẻ đỏ hỏn mới sinh ra và được ẵm về từ tay bà nội, đúng không? Để em kể quý bà con nghe thiệt á, bây giờ ví dụ đi, mình lấy cái ví dụ mà giờ chị Loan con ruột con nuôi á, thì tất nhiên là bà Sáu, ông Bảy và những người lớn, những cái người lớn chẳng hạn như ông Sạc nè, rồi bà Soạn Giả biết thì cái chuyện đó mình không biết, cái chuyện đó thì kệ đi. Còn con Ve, trời đất ơi, nên nhớ giùm em một điều, con Ve nó đẻ sau chị Loan. Mà nó biết, nó lên nó khẳng định, nó như y chang mà nó y chang mà lúc chị Loan sanh ra là nó chui trước ra để nó gình bà Loan thôi là con nuôi. Trời đất ơi, nó xạo, đúng vậy. Bây giờ cứ khui lại ai là người khôi trước. Đúng rồi. Đừng, bởi vì nhiều khi có nhiều cái đứa quay xe chẳng hạn như điển hình nhất là cái bà mì xào đó đó, bà vô cùng tào lao. Trời đất ơi, hồi đó bên người ta thì đi cho quà tới chừng xong bắt đầu vào đòi quà. Còn có chị khách sạn gì nữa đó. Cái bà, mấy cái bà đó khỏi cần phải nói, bà đó không có xứng đáng để mình nhắc tên chi cho nó mệt thiệt á. Trời đất ơi, còn cái bên này nó tính nói gì quên luôn nè, bà thiệt tình. Đó, quý bà con mình thấy rõ ràng không? Trong cái câu chuyện này, chị Loan cũng là người mà không biết mình con ruột hay con nuôi. Đúng rồi, làm sao mình biết được? Lúc đó mình còn đói hỏng làm sao mình biết được? Trời đất ơi. Bây giờ nè, mình nói đi, ở ngoài đời cũng vậy đi. Ở đây cũng ngoài đời rồi. Nhiều người ta không có con, đúng không? Người ta xin đứa con về được pháp nhận thừa nhận là con hợp pháp, đúng không? Sau này có mất tài sản dẫn thuộc về cái đứa con đó, cái dù anh em ruột về vợ vẫn còn đi thì người con đó vẫn được hưởng thôi. Đúng rồi, nó nói cà dắp quý bà con thông cảm em, vợ em nó tánh cũng như là hai lúa thật thà lắm, nghĩ sao nói vậy chứ không có kiểu mà nói văn chương văn hoa được. Quý bà con mình thông cảm, cái ý nó là quý bà con mình đã hiểu hết rồi. Có nghĩa là bây giờ cho dù chị Loan con ruột con nuôi không cần biết, miễn sao cậu Năm đã làm giấy khai sinh cho chị Hồng Loan hợp pháp. Bây giờ đơn giản, nhà nước công nhận. Đúng vậy, đơn giản dữ lắm. Ba mất, trời đất ơi, cái thằng hai lúa như tôi mà còn biết mà. Kế thứ nhất vẫn là đứa con. Chính xác. Chừng nào cậu Năm ổng không có con ruột con nuôi gì đi. Rồi lúc đó nó mạnh mặc sức đó, rồi bà Sáu xì bào, ông Bảy xì báo nhào vô đó rồi hốt. Mấy lại nhà, cái nhà số 5 Đoàn Thị Điểm cũng không phải là nhà từ đường. Chính xác. Nhà mà cậu Năm Vũ Linh mua bằng sức lao động của mình đi để mà mình đi mình ấy. Đúng. Còn vậy, nhà từ đường thì bà Sáu đã bay từ đường rồi. Bà Sáu phải bay theo những lá bài. Ủa, theo bay theo những con số đề. Tự nhiên bây giờ con mình còn bây giờ con ruột của con nuôi nhưng mà được pháp luật thừa nhận thì con mình được thừa hưởng cái tài sản. Chính đó. Xác chứ sao? Còn anh em chị em ủa có tay có chân có nghề đi hát rồi sao không đi hát đi kiếm tiền kiếm cơm đi chứ sao mà cứ bám sống bám rõ ràng chứ gia đình ruột thịt được phải được yêu thương, cô cháu gái ruột thịt cũng được phải được thừa hưởng. Ủa trong khi thừa hưởng cái giọng ca giọng hát rồi cho được sao ngồi nói hạng 3 rồi được ca hát đầy đủ hết trơn rồi còn đổi cái gì nữa. Chính xác. Bây giờ em hỏi quý bà con nghe như thế này nè, ví dụ đi, em lấy ví dụ một người cho mình 10 tỷ. Đúng. Mà bây giờ nè, một người cho mình 10 tỷ nè. Đúng. Rồi cũng cho mình thêm hai cái lựa chọn nha. Một á, là cho mày 10 tỷ nè. Còn hai á, cho mày cái nghề tháng mày kiếm tỷ. Đúng. Rồi quý bà con mình chọn cái nào? Chọn cái nghề. Tất nhiên, tại vì cái nghề đó đó cái một, nghề tháng nó, có, một tháng nó nuôi sống mình suốt đời hơn được 10 tỷ luôn. Đúng đó. Vậy, nó nuôi sống mình suốt đời. Thì em nói cái ví dụ như vậy thì nó y chang như con ve. Cậu Năm đã cho nó một cái nghề mà cái nghề này bảo đảm nó sẽ nuôi sống suốt cuộc đời của nó. Đúng. Và nó nuôi sống luôn cái cả gia đình của nó dư sức dư dả. Mà em có nói một câu như vậy nè, cái chuyện gia đình của người ta thì nó nói đúng rồi á. Đúng rồi. Gia đình ruột thịt phải được thừa hưởng. Thử đặt hoàn cảnh gia đình của họ thôi thì họ sẽ nói ôi này được ruột thừa, tôi sẽ phải được hưởng. Biết sao bây giờ anh hay nói vụ mà ruột thịt không? Đúng. Tại vì từ khi con lợn tay xanh qua thì đưa cái ruột với miếng thịt của nó ra ruột thịt. Đúng rồi. Trời ơi, cái chuyện của cậu á, con vô ơn, con này kia đủ gia đình, thử đặt hoàn cảnh gia đình của đúng vậy. Mình như vậy đi, rồi mình có ruột thịt không? Có bao bọc cho anh em trong gia đình. Đúng con vậy, trong đúng nhà rồi. Không? Thì quý bà con mình nên nhớ giùm em, có nhiều người nói thời đó, nhất là bà Kim Mai Xì Thọ. Ôi những cái dòng thứ mà đuổi ba đuổi mẹ đuổi dòng họ mình ra ngoài đường. Trời đất ơi, tôi nghe là ý nói chị Hồng Loan là đuổi bà Sáu á. Cái nói là cái nhà đó là 7 phòng lận, nhiều phòng lắm, tức là phải cho họ ở chung với nhà, chung chăn chung đó. Ủa phải chi cái nhà đó là nhà từ đường. Nói tới đây tự nhiên cái ngước cái miệng đó. Cái nhà từ đường, cái nhà mà ông bà để lại á thì chú đúng rồi. Thì phải cho dòng họ ở trong nhà, đúng không? Còn cái nhà này là nhà riêng của cậu Năm. Phải chi họ có đóng góp trong số tiền trong đó thì họ được hưởng, còn không có đóng góp cái gì thì giờ đúng rồi chị em ơi, vẫn được hưởng như bình thường. Chính và xác. Hợp lệ hợp pháp. Còn cái nghề ai cũng muốn cái nghề hết trơn mà. Kim Mai Thọ cũng biết hát vậy. Nói chung là biết hát hết. Biết hát hết. Ủa sao tự không đi hát đi? Đi nuôi sống bản thân mình đi mà cứ gia đình ruột thịt không. Vô. Bức xúc. Biết sao cái nhờ cái ruột thịt đó mới được hưởng từ bà con ở kiều bào nước ngoài gửi tiền về. Đúng rồi quý bà con. Dành cái giải đó đó. Với nói thêm một vấn đề ngắn nữa quý con. Trời đất ơi, bây giờ mà nói chắc tí đồng hồ sau nó chưa xong. Cái vụ mà nói chị Loan đuổi mà bà con cô Sáu ra ngoài, em hỏi quý bà con nè, ở chung nổi bà Sáu không? Quý bà con mình thấy cái mặt của bà Sáu thôi là gót rồi chứ đừng nói ở chung. Phải chi mà bà Sáu đâu rồi bà ve nó làm chi? Bà ve cái mặt bà cũng đâu có hiền từ gì đâu. Tôi nói bây giờ mà ngồi ăn cơm chung mà thấy mặt bà Sáu chứ còn bà liếc rồi. Đây, sau khi bùm vẫn được ở, Thành Mỹ vẫn được ở, mà hai người đó không được ở thì cái nhân cách của họ như thế nào không được ở. Chính xác. Với em ghét nhất là cái vậy nè quý bà con. Đồng sở hữu hả? Cái chuyện đó là đương nhiên là ai cũng ghét rồi. Mà em ghét thêm vấn đề nè. Tại sao á mà hồi đó đó, ví dụ như thà chị binh giật cho bên phía Hồng Ve thì binh luôn đi. Đúng. Chứ đừng có kiểu á chị binh giật cho chị Loan xong rồi mà bây giờ chị không thấy có lợi ích mà chẳng hạn như bán hàng này, đặc biệt là Thám Tử Nùng nè đó, bà anh kia rồi bắt đầu chị quay xe lại chị cắn người ta. Đúng. Cái điều đó là em nói thiệt nó còn thấy ghét hơn á là những cái thằng mà binh cho bên phía bún bò từ đầu. Đúng không? Thà bây giờ mình làm nào làm hướng đi. Những cái kẻ đó là đứng núi này trong núi nọ, những cái kẻ vậy là sống 5, 6, 7 mặt á, không có lợi nhuận thì đi. Đúng rồi, quay xe đợi nói này nói kia. Trời đất ơi ông nội ơi, 30 mấy phút luôn rồi. Trời đất ơi, tôi không biết quý bà con mình chắc mệt dữ lắm rồi bà. Thôi bây giờ mình ngưng cho quý bà con mình thoải mái chứ bây giờ mệt lắm quý bà con. Trời đất ơi ông nội nay làm video kỷ luật luôn, 34 phút gì luôn rồi. Tại bức xúc quá mà. Thì vợ chồng em rất muốn nghe các ý kiến của tất cả quý bà con mình, quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào và có cái ý kiến ra làm sao. Quý bà con mình có thể bình luận ở phía dưới dưới phần bình luận video. Hai vợ chồng em cảm ơn tất cả quý bà con mình thiệt là nhiều và chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn tất cả quý bà con mình đã dành thời gian ra mà coi cái video này. tới đây cùng với vợ chồng em. Bảo đảm quý bà con 11 mà em và quý bà con mình còn nhiều chuyện dài. Trời đất ơi, mắc nấu dữ lắm. Nhưng mà video nó đã khá dài. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con mình. Xin chào, hẹn gặp lại.